Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người và người đứng ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và sống. Người đã đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu vừa nghe lời họ nói liền bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, chỉ cần tin tưởng thôi. Và người không cho ai đi theo, trừ ra Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ rằng: tại sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những người môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha Kumi, nghĩa là: hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Người ta sửng sốt, kinh ngạc. Nhưng người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn thân mến, câu đầu tiên chúng ta nghe trong bài đọc 1 từ sách Khôn Ngoan, đó là: Chúa không tạo ra sự chết. Thiên Chúa không tạo ra sự chết. Vì tất cả mọi sự được tạo dựng bởi Thiên Chúa đều là tốt đẹp. Nhưng câu hỏi chúng ta đặt: vậy tại sao lại có sự chết? Và câu trả lời cũng được nói trong sách Khôn Ngoan. Sự chết diễn ra là do sự bất kính, bất vâng lời của tổ phụ con người. Thiên Chúa tạo ra mọi sự tốt đẹp, nhưng sự bất kính, sự không tôn trọng, thờ kính sai lạc đã gây lên tội lỗi, và chính tội lỗi là sự chết. Trong phúc âm ngày hôm nay chúng ta thấy sự chết đã diễn ra với một em bé, con của ông trưởng hội đường. Nhưng điều mà chúng ta học được ở đây là ông đã biết đến để van xin Thiên Chúa giúp đỡ. Nhưng khi ông van xin Thiên Chúa giúp đỡ thì con của ông đã chết. Và mọi người đã đến nói với ông: thôi ông đừng xin thầy nữa, nó đã ra đi. Có nghĩa rằng: thôi chúng ta hãy từ bỏ cái ý này đi, hãy về mà lo mai táng. Nhưng Chúa Giêsu đã nói quyết liệt: đừng sợ và hãy tin.
đừng sợ và hãy tin. Trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta không nghe rõ là ông trưởng hội trường không nói gì, nhưng chúng ta biết rằng ông đã đồng ý cho Chúa Giêsu tiếp tục con đường đi tới nhà ông. Có nghĩa rằng ông không có từ bỏ cái hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ làm được một điều gì đó. Và chính điều tin tưởng đó, con của ông đã được cứu sống. Trong bài học này chúng ta cũng nghĩ tới đời sống của con người, của mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa điều gì đó, Ngài không cho, chúng ta tiếp tục cầu xin, chúng ta cầu xin cho tới một lúc nào đó chúng ta chán nản và rồi chúng ta từ bỏ lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó có nhiều người Kitô giáo, nhiều người Công giáo đã từ bỏ, không muốn đi lễ nữa, hoặc là giận dỗi Chúa, bỏ đạo, vì họ cầu xin nhưng không được. Và ngay cả khi họ cảm thấy cái lời cầu xin của họ trở nên tuyệt vọng, không thể nào quay lại được. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, ngay cả khi chúng ta, cái giấc mơ của chúng ta không còn nữa, tin vào Ngài và đừng sợ hãi, thì chúng ta sẽ thấy được một điều gì đó tốt đẹp hơn. Chúng ta thấy rõ cái điều đó trong cái đời sống của Kinh Thánh. Những câu chuyện chính Thiên Chúa đã tha thứ, tiếp tục tha thứ con người, và con người tiếp tục lầm lỗi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ từ chối hay quên lãng con người vì tình yêu của Ngài. Nhưng con người cứ bỏ Thiên Chúa và đi theo một con đường sai lạc, để rồi con người chấp nhận sự chết thay vì sự sống, thay vì mình là ánh sáng cho đời. Cái sự chết trong đời sống của chúng ta, ví dụ như sự hiện diện của chiến tranh trong thế giới ngày hôm nay. Tại sao lại có chiến tranh? Và chiến tranh bắt đầu như thế nào? Con người dùng quyền lực, bom, súng đạn, vũ khí để giết nhau. Tại sao họ giết nhau? Tại vì họ nghĩ giết nhau là cái cách để giải đáp vấn đề. Tôi sẽ thả bom cho một cái làng đó và họ chết cả làng, thì họ sẽ sợ. Và khi họ sợ, tôi sẽ có quyền nói họ làm điều tôi muốn. Cái chết của họ sẽ là câu giải đáp cho vấn đề của tôi. Hoặc trong đời sống, trong mọi quốc gia, hiện tại ở đây chúng ta cũng có một nhóm người đau đớn vì bệnh tật, và họ muốn, tôi muốn có quyền chích thuốc và chết. Tôi đau đớn quá và tôi chích thuốc thì cái chết của tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Và trong tại Quốc hội của Mỹ, chúng ta thấy một số người đã chỉ trích nhau vì họ không có lo cho mấy em trẻ ở dưới ngoài vùng sa mạc và vùng biên giới. Tại sao chúng ta không lo cho các em? Tại sao chúng ta không mở cửa biên giới cho các em đi vô để các em có một đời sống tốt đẹp hơn? Tại sao để các em đau đớn? Nhưng cùng lúc những người đó lại đồng ý chúng ta hãy cho các bà mẹ phá thai vì các bà mẹ có quyền làm điều đó. Một mặt họ nâng đỡ, họ giúp các em, họ yêu thương các em lắm. Nhưng một mặt khác họ cho những người mẹ có quyền giết con cái của mình vì các mẹ muốn tự do. Sự chết sẽ giải quyết được vấn đề đối với họ. Và nhiều khi death penalty giống như xử tử, chích thuốc để cho người ta chết. Nhiều khi chúng ta thấy một người phạm tội thì bắt đầu tử hình. Tử hình là vì chúng ta nói thằng này chúng ta sẽ không có giải quyết được nó. Nó là một người rất là nguy hiểm, và nuôi nó lại càng tốn tiền. Thôi chích cho nó một mũi cho nó đi. Cái chết giải quyết được vấn đề của chúng ta. Nhưng đó không phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đón nhận nhau, yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và trong xã hội của chúng ta, đặc biệt trong nước Mỹ, trong thời gian này chúng ta sẽ bầu cử, một bên thì đảng Cộng Hòa, một bên thì đảng Dân Chủ. Nếu là một người Kitô hữu, một người Công giáo,
thật sự, đích thực trong thế giới ngày hôm nay, thì chúng ta hãy sống cái cách nói chuyện của chúng ta, cái cách suy tư của chúng ta. Khi chúng ta nói ra, người khác không nhìn chúng ta và người ta nói anh là người đảng Dân Chủ hoặc chị là người đảng Cộng Hòa. Chúng ta phải nói, phải suy tư như thế nào để khi người ta lắng nghe chúng ta và họ sẽ nói anh chị là một người Kitô hữu đích thực, yêu thương, tha thứ, quan phòng. Đó là cái điều mà chúng ta cần. Chúng ta không cần cái label để chúng ta trở nên người Cộng Hòa hay Dân Chủ. Nhưng chúng ta cái label quan trọng, cái đích thực của con người của chúng ta, đó là con cái của Đấng sự sống. Sự chia rẽ sẽ giết chết chúng ta. Khi chúng ta không có tin tưởng vào Thiên Chúa và give up, từ bỏ lời cầu xin của chúng ta với Thiên Chúa, thì chính lúc đó chúng ta hướng dẫn chúng ta đi vào con đường chết. Vậy thưa ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đến để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa là Chúa chúng ta, Thiên Chúa của sự sống. Và xin Chúa cho mọi cái suy tư, mọi hành động, mọi suy nghĩ của chúng ta giúp cho chúng ta trở nên ánh sáng cho đời. Và chúng ta cũng là con cái của sự sống. Chúng ta không mang đến sự chia rẽ, chúng ta không mang đến cái chết, nhưng chúng ta mang niềm hy vọng và yêu thương. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có các anh chị trong ban chấp hành mới sẽ tuyên thệ. Ở đây chúng ta biết là cái để đón nhận cái chức vụ này, chúng ta phải năn nỉ, phải quỳ xuống năn nỉ rất là nhiều, họ mới dám ngồi trên cái dãy đầu tiên này. Nên khi mà họ đã đón nhận được, họ chấp nhận cái chức vụ này, thì là một người, một cộng đoàn Kitô hữu, là một cộng đoàn giúp đỡ nhau để xây dựng, chứ không phải là chỉ trích nhau. Nếu mà chỉ trích nhau thì các anh chị sẽ nói giỏi thì ông làm đi, giỏi thì bà làm đi. Nếu chúng ta không chịu làm thì cái điều duy nhất chúng ta có thể giúp cái ban chấp hành này là cầu nguyện cho họ. Chúng ta có thể góp ý, nhưng chúng ta không được chỉ trích. Tại vì nếu chỉ trích thì chúng ta nên làm. Nên thưa ông bà và anh chị em, trong những năm tới chúng ta sẽ có ban chấp hành mới, các anh chị em trẻ, những người có kinh nghiệm và những người chưa có kinh nghiệm. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, họ cần sự nâng đỡ của chúng ta, họ cần sự cảm thông của chúng ta. Không có một ban chấp hành nào, không có một cộng đoàn nào hoàn hảo cả. Và chúng ta trong cái hoàn cảnh chúng ta làm việc dưới một cha xứ không phải là cha Việt Nam, rồi chúng ta có làm việc với những cộng đoàn khác, rồi giờ giấc của chúng ta cũng phải lệ thuộc vào những cộng đoàn, những thánh lễ khác. Nên chúng ta phải hiểu được cái vấn đề đó. Và khi làm việc chúng ta phải có sự khiêm nhường, thông cảm cho nhau. Chúng ta có nhiều chủ lắm, có nhiều boss lắm. Nên chúng ta phải nâng đỡ nhau, để rồi các anh chị trong công việc của họ hy sinh, họ cảm thấy cái sức họ bỏ ra, cái thời giờ họ bỏ ra được anh chị em coi như appreciate, là tôn trọng, cũng như cảm thông cho những hy sinh của họ.